Thưa quý vị và các bạn, Hàn Quốc là một trong những quốc gia có cộng đồng doanh nghiệp xã hội phát triển trên thế giới. Với trào lưu văn hóa Hàn Quốc đang ngày càng phát triển, doanh nghiệp xã hội K-ARC Hàn Quốc đã quyết định thành lập một dự án mang tên Hello K ở Việt Nam. Ngoài việc giúp quảng bá văn hóa Hàn Quốc, dự án còn hướng đến sứ mệnh xã hội là giúp những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn có thêm thu nhập thông qua việc tập luyện và biểu diễn nhảy K-pop. Đây cũng là dự án tiên phong cho việc hợp tác phát triển mô hình doanh nghiệp xã hội giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc. Khi xem những hình ảnh này, chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ chúng ta đang được thưởng thức một video ca nhạc của một nhóm nhảy chuyên nghiệp. Nhưng thật ra, những bạn trẻ này đều đang là học sinh tham gia vào một dự án đào tạo tài năng có tên Hello K. Đây là dự án do doanh nghiệp xã hội KNS của Hàn Quốc đầu tư nhằm giúp đỡ những bạn trẻ có tài năng nhưng gặp hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội. Đến Việt Nam vào cuối năm 2014, doanh nghiệp xã hội KNS triển khai dự án Hello K với một mong muốn giản dị, nuôi dưỡng sự tự tin trong những bạn trẻ đang hàng ngày đối mặt với cuộc sống khó khăn, đào tạo các em trở thành những nghệ sĩ chuyên nghiệp trong tương lai, đóng góp vào ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam. Từ đó đến nay, dự án đã tổ chức 3 buổi tuyển chọn thành viên cho dự án. Đúng với sứ mệnh của dự án, ngoài yếu tố tài năng, hoàn cảnh của các ứng viên cũng là tiêu chí hàng đầu để Hello K lựa chọn thành viên chính thức. Sau nhiều vòng tuyển chọn, 5 cô gái đã vượt qua rất nhiều đối thủ để trở thành thành viên chính thức của dự án. Tham gia vào Hello K, các bạn trẻ không chỉ được hướng dẫn tập nhảy một cách bài bản, mà còn được trả lương hàng tháng, giống như những thực tập sinh trong các công ty đào tạo của Hàn Quốc. Số tiền hỗ trợ cố định 2 triệu một tháng, cùng những khoản tiền bồi dưỡng sau những buổi biểu diễn, cũng là khá đủ để những bạn có hoàn cảnh như Diệu Linh đỡ đần phần nào cho gia đình. Xin chào, mình tên là Diệu Linh. Năm nay mình 17 tuổi và đang học sinh lớp 12 của trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu. Mình cũng là leader của nhóm nhảy Hello K. Thường buổi sáng thì 5 giờ sáng sớm mình sẽ đi ra ngoài chợ để giúp mẹ dọn hàng cũng như là xách nước và dọn dẹp. Bố mình thì chạy xe ôm ở ngay đầu đường Nguyễn Xiển cũng như là gần chỗ mẹ mình bán hàng. Tầm 7 rưỡi thì mình bắt đầu từ nhà đi đến chỗ làm thêm của mình, và cô chủ quán cũng là mẹ của bạn mình thì cô ấy rất là tốt và giúp đỡ mình rất là nhiều trong những ngày đầu mà đi làm. Sau khi hoàn thành công việc lúc 2 giờ chiều thì mình đến thẳng chỗ phòng tập của nhóm. Nói sao nhỉ? Mỗi khi đến phòng tập là mình có cảm giác như đồ về nhà, được trở lại là chính mình. Mình là một đứa con gái có niềm đam mê nhảy nhót từ nhỏ, giống như nhiều bạn khác. Mình thích K-pop, đặc biệt là những bước nhảy sôi động. Vì vậy nên, ngay khi biết tới Hello K, qua những tờ rơi giới thiệu dự án gửi về trường, mình đã quyết định thử tham gia buổi audition và may mắn trúng tuyển. Tham gia Hello K, mình vừa có thể thỏa mãn đam mê nhảy múa, vừa có thể giúp đỡ bố mẹ với khoản tiền lương hàng tháng. Khi mà mình biết đến cái dự án Hello K của dự án của bên Hàn Quốc thì mình có nói với bố mẹ và nói về mong muốn của mình muốn tham gia với cái dự án này. Thì qua các buổi audition thì bố mẹ mình còn đèo mình đến tận nơi và thậm chí là còn cổ vũ con gái rất là nhiều. Thực sự là mình rất cảm kích về điều đó và mình rất là yêu bố mẹ. Tuy niềm đam mê lớn nhất của mình là nhảy, nhưng
việc học luôn được mình đặt lên là trên hết. Và ước mơ của mình là được vào trường đại học an ninh, trở thành một cô cảnh nữ cảnh sát. Chị ý là nhóm trưởng thì các em cũng rất là trách nhiệm và cũng hay dạy bảo mọi người, chỉ những cái tắc sai của người, là nhưng mà cũng rất là ân cần và quan tâm bọn em. Có cái dự án này thì ban đầu thì nó là một cái dự án để giúp những các bạn có hoàn cảnh khó khăn ở trong nước. Và sau khi em tham gia vào thì em cũng thấy là các bạn cũng có hoàn cảnh khó khăn. Và từ đó cũng thấy là các bạn rất là có nghị lực, chỉ vươn lên. Dù là có hoàn khó khăn nhưng mà các bạn vẫn luôn tươi cười và lạc quan như rồi. Phụ trách dự án Hello K là anh Kang Yoon Kyu. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi gặp anh là một người đàn ông hay cười, hòa đồng nhưng cũng rất nghiêm túc trong công việc. Ngoài giờ tập luyện, anh thường trò chuyện với các em để định hướng cũng như đưa ra những lời khuyên về tương lai của các em. KNAS là một doanh nghiệp xã hội, chính vì thế mục đích đầu tiên của chúng tôi là hướng đến những tài năng trẻ gặp hoàn cảnh không may mắn ở Việt Nam. Hiện nay, trào lưu văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với các sản phẩm âm nhạc và phim ảnh. Đặc biệt, nhảy K-pop cũng được các bạn trẻ rất yêu thích. Đây là cơ hội tốt cho chúng tôi để thu hút sự chú ý của công chúng với dự án Hello K. Điều đầu tiên khiến chúng tôi khác biệt so với những nhóm nhảy khác là Hello K mang theo mình một sứ mệnh xã hội, chứ không chỉ chú trọng vào tính thương mại, quảng bá. Những ca khúc của chúng tôi chọn để biểu diễn đều có phần lời trong sáng, phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên, không hề bạo lực. Ngoài ra, chúng tôi cũng cố gắng hợp tác với những nhóm nhảy trong nước để làm quen với phương pháp quản lý của Việt Nam. Với câu chuyện riêng của mình, Hello K tự tin sẽ có thể cạnh tranh với những nhóm nhảy khác. Trong tương lai, chúng tôi cũng đang lên kế hoạch thực hiện MV và các clip biểu diễn của riêng mình. Sau 8 tháng triển khai dự án tại Việt Nam, Hello K đã đạt được những thành quả nhất định và được đông đảo bạn trẻ ở Việt Nam biết tới. Hello K đang dần tạo ra một môi trường học tập, rèn luyện lành mạnh cho những bạn trẻ vượt qua hoàn cảnh khó khăn để tỏa sáng bằng nghị lực và tài năng. Hy vọng Hello K sẽ thành công khi viết nên câu chuyện đẹp của riêng mình thông qua chính thành công của từng thành viên trong nhóm.